Con cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu 8 ạ. Thưa bác, để đạt được định, con người phải làm thế nào? Việc đó có ý nghĩa gì đối với sự giác ngộ giải thoát không ạ? Con người mà đạt được định, phải không? Là chết luôn. Con người mà không giống chết là chết luôn. Cái tánh con người nó là tưởng, mà biểu nó không tưởng làm sao? Cái xe nó rồ máy, nó phải chạy, mà con biểu đừng chạy là sao? Cái xe đã chết là sống. Con người mà không tưởng là chết, mà ép cho nó tưởng, ép càng chết luôn. Thấy không? Bởi vì không ở người ta không có hiểu thì người ta mới tu thiền định, chứ sự thật không có định. Trái đất này nó đang di chuyển vậy, và con suy nghĩ ra thì nó quay 24 tiếng đồng hồ nó trở lại chỗ cũ á. Con biểu trái đất đừng quay được không? Nó rã liền. Còn có người mà định rồi thì chết. Tu mà định là chết. Chừng đó mà dừng cái định là gì? Đừng cái tưởng. Mà muốn cho cái tưởng đừng có phát ra là sao? Cái tim đừng có đập. Suy nghĩ cái tim đừng có đập là sao? Chết luôn. Thì làm sao có chuyện giải thoát, giác ngộ giải thoát. Bởi vì cái tim mà nó đập, nó phát ra cái tưởng, rồi cái tưởng mình mới phân biệt chỗ này chỗ kia. À, giác ngộ như thế này, rồi giác ngộ thế kia. Thì mới hiểu rồi mình hành cho đúng, thì nó mới đi ra được. Còn cái này đòi tu cho định rồi giải thoát, giải chết liền tại chỗ, không có giải nữa luôn. Thấy không? Không hiểu được cái ngôn từ của đạo Phật thì thôi, đừng có tu. Đã trái đất này nó luân chuyển theo quy luật âm dương, biểu nó đừng là nó dừng lại đó. Chết luôn. Nguyên cả hệ thống tam giới mà biểu nó dừng lại, tam giới không còn luôn. Trái đất không còn khúc đó đó, mình không biết đi đâu, không biết nằm ở đâu. Mình phải hiểu. Bởi vì nếu mà đạo Phật thì trước nhất là phải học cái ngôn ngữ của nó trước. Thấy không? Không hiểu rồi tưởng cái này định, tu định cái gì? Định cái gì định? Sống thế giới nhân quả, trái xe lên trái xe thì trái xe nó phải hoạt động hoài, nó mới chạy. Nó dừng một cái là thôi, đứng tại chỗ luôn, tại chỗ là chết luôn à. Mà nó dừng ở tại trái đất thì nó rã tại trái đất nha, mà nó lên trên không gian đó. Nó rã một cái là sao? Nó rơi hết rồi. Là chết đó. Bởi vì tu đạo Phật là trước mắt anh phải học ngôn ngữ của đạo Phật. Rồi thứ hai, học cái công thức của nó. Rồi thứ ba, phải học cái tổ chức của cái đạo. Thứ tư, học cái mục đích đạo để đạt được cái gì. Còn nếu không hiểu đây, chứ vô định cái để sanh giác ngộ giải thoát. Trời ơi, cái này ấn chuyện, xin lỗi. Đứa học lớp 1 lớp 1 nó còn giải nổi cái này, chứ đừng có nói. Mình biết thì nói, không biết thì thôi, làm thinh đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ đâu phải đạo Phật giảng tầm bậy tầm bạ vậy được. Rồi cho hỏi tiếp đi.